Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với buổi số 7 của chúng ta. Buổi học V-Ray SketchUp cơ bản, buổi số 7. Rồi, về buổi số 7 của hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ học những gì? Thì hôm nay chúng ta sẽ học cùng nhau học với lại cái những cái thanh thông số mà thường đi kèm với nhau, thiết lập ánh sáng tự nhiên của phần nội thất, cũng như là các bạn sẽ học về GI đó, và gender, test ánh sáng, material. Đó, rồi. Thì ở đây chúng ta trong buổi hôm nay mình đã sử dụng sẵn một cái file rất là đơn giản. Các bạn có thể là tự xây dựng, hoặc là các bạn muốn lấy file thì có thể là liên hệ với mình để mình gửi cho các bạn cái file này. Thì thật ra file này nó cũng không có gì là phức tạp cả. Nó chỉ có một vài cái đồ đạc và một cái cửa sổ. Đó, một cái ô cửa sổ thôi. Để mà chúng ta có thể là xây dựng nên một cái nguồn dẫn ánh sáng từ một chiều. Đó. Và các bạn thấy đấy, ánh sáng của chúng ta thì nó sẽ đi từ một chiều, nó sẽ đi từ cái vị trí bên ngoài cửa sổ vào bên trong cái công trình của chúng ta. Các bạn thấy không nhỉ? Đó, đây. Nó sẽ đi từ ngoài cửa sổ này vào bên trong công trình này. Đó, và cái ô cửa sổ này rất là nhỏ. Đó, nó không phải là một cái ô cửa sổ nó quá rộng lớn, hay là một cái mảng miếng nó đủ ánh sáng đi vào trong công trình. Như vậy thì như các bạn thấy đây là cái ánh sáng tự nhiên nó vào rất là ít. Và làm sao để cho phòng này nó có cái sắc độ rõ ràng, dễ nhìn, và một ánh sáng nó đẹp thì tương đối là khó. Chính vì thế chúng ta sẽ cùng nhau là đi về vấn đề này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bật thanh công cụ V-Ray của chúng ta lên. Chúng ta sẽ refresh hết lại. Đấy, revert hết lại để lấy cái thông số mặc định của V-Ray. Đó, lấy thông số mặc định của V-Ray nhé. Đó, chúng ta cũng sẽ thế, vớ hết lại. Được chưa nhỉ? Đó, vớ hết lại. Đương nhiên là chúng ta sẽ để cái thông số kích thước vừa phải thôi, 500 cũng được. Để chúng ta render, để chúng ta test xem là cái ánh sáng bây giờ là như thế nào. Nhưng mà trước khi test ánh sáng các bạn nhớ nhé, là các bạn sử dụng cái thanh công cụ Solanode để các bạn quay cái chiều ánh sáng, làm sao cho ánh sáng nó chiếu vào trong phòng. Đó, chứ đừng để ánh sáng làm sao nó cho nó chiếu ra ngoài. Rất là nhiều bạn ví dụ như để cái ánh sáng nó bị chiếu ngược ra ngoài như này thì ánh sáng nó sẽ khó vào phòng mà không gây lên cái cảm xúc cho cái người xem. Thì làm sao cho ánh sáng là nó phải là gì, chiếu vào trong công trình cho các bạn nhé, đúng không nhỉ? Ánh sáng nó phải chiếu vào công trình. Đấy, ví dụ như là chúng ta sẽ quay cái ánh sáng này, nó sẽ chiếu vào trong cái căn phòng của chúng ta như này. Đó, được chưa nhỉ? Đó, ít nhất là nó sẽ chiếu vào trong phòng như vậy. Đó, đấy các bạn mà quay nó chiếu càng nhiều thì nó sẽ càng diễn họa được những cái vẻ đẹp của cái đối tượng chúng ta. Bên cạnh đấy thì các bạn phải nhớ là cái thông số và cái thời gian. Thì chúng ta phải chú ý là cái thời gian phải là ban ngày, tránh là thời gian ban đêm. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ bật thanh công cụ V-Ray lên, Asset Editor đây. Đó, và chúng ta sẽ để thông số rất là thấp, 500, 281 cái kích thước của cái khung bản render của chúng ta. Và chúng ta sẽ render ra xem, test ánh sáng xem là có vấn đề gì. Đó, đây là cái thông số mặc định của V-Ray này. Thì các bạn thấy đây, với cái ánh sáng nội thất thì nó sẽ hơi khác với ánh sáng ngoại thất mà trước đây các bạn đã học. Đó, thì cái ánh sáng nội thất của chúng ta nhìn tương quan thì nó có vẻ là khá là tối. Ánh sáng thì là màu vàng, bóng đổ thì tương đối màu đen. Đó, tức là với cái ánh sáng mà gọi là không có đèn như này thì nó sẽ hơi tối. Và các bạn nhớ nhé là trong nội thất thì các bạn sẽ đi ánh sáng tự nhiên trước, và thường nó sẽ là 70% ánh sáng tự nhiên chiếu vào phòng và 30% là ánh sáng nhân tạo thôi. Thì chúng ta sẽ test cái ánh sáng tự nhiên này trước này, để sao cho ánh sáng tự nhiên nó vào phòng nó được thật nhất và được rõ ràng nhất. Còn những ánh sáng nhân tạo chúng ta làm diễn họa ban ngày chỉ hầu như là những điểm nhấn thôi. Đó, nên các bạn nếu mà làm tốt ánh sáng tự nhiên thì cái bài của bạn đã rất là đẹp rồi. Đó, ok, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ đi bước 1 là thường là chúng ta sẽ kiểm tra thằng sun này trước. Đó, chúng ta kiểm tra thằng sun này trước. Chúng ta có thể là tăng cái ánh sáng sun lên, vân vân, giống như là chúng ta được học đúng không nhỉ? Ví dụ mình tăng lên 1.5 chẳng hạn. Và đương nhiên là để mà nó không bị màu vàng như này thì chúng ta sẽ chuyển đổi cái color mode này thành cái override. Đó, nó sẽ là ánh sáng trắng. Thì khi chúng ta render lại, ánh sáng nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Các bạn thấy không? Ánh sáng sẽ là ánh sáng trắng này. Đó, chứ nó không bị màu vàng nữa. Đó, thì như vậy là các bạn đã chỉnh được cái ánh sáng mặt trời để nó không bị màu vàng nữa, ám vàng nữa. Rất nhiều bạn để cái ánh sáng ám vàng thì nhiều khi render nó sẽ không được đẹp. Đó, thì các bạn phải chú ý cái việc này cho mình, là setting là chuyển lại cái thằng color mode này thành override. Đó, đương nhiên các bạn có nhiều lựa chọn, cái này thì mình không yêu cầu bắt buộc. Đó, chúng ta sẽ sang phần setting. Trong phần setting này thì chúng ta sẽ sổ ra cái bảng environment là ánh sáng môi trường. Đó, environment nhé. Đây, các bạn tập trung những phần này giúp mình. Đó, thì ở trong phần environment này thì nó sẽ có hai phần là phần background và phần GI. Đó. Background thì đương nhiên là như các bạn đã được học thì chúng ta sẽ tích vào phần text slot để chúng ta lựa chọn cái background của chúng ta. Hiện tại background đang nhận là sky hay còn gọi là bầu trời.
Đó, và các bạn cũng có thể là sử dụng phần sky này thay thế cho một cái đối tượng khác, ví dụ như là bitmap, tức là chúng ta thường là làm 360 độ đúng không nhỉ? Nhưng mà thực ra trong nội thất thì mình cũng ít sử dụng bitmap lắm, mình chủ yếu là sử dụng một cái bức ảnh ở bên ngoài không gian này để làm gọi là background. Đó, hoặc trong trường hợp trong buổi hôm nay chúng ta học thì mình sẽ làm một cái nền trắng bên ngoài phát sáng ra thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đó, thì để mà làm được nền trắng này thì chúng ta sẽ tăng cái background này lên, tăng cái số lượng background này lên, ví dụ mình sẽ tăng lên 50 chẳng hạn, và chúng ta tiếp tục gen test. Đó, các bạn thấy không? Khi mà mình tăng lên 50 thì lập tức là phòng nó sẽ rất là sáng, nó sáng bừng lên luôn, các bạn thấy nhỉ? Nhưng mà trong trường hợp mà các bạn tăng lên 50 như này thì phòng nó sẽ hơi cháy, thì chúng ta sẽ để thông số thấp thôi. Ví dụ mình sẽ để là dần dần đấy nhé, mình sẽ để là 10 đi, 10 thì cũng sẽ rất là cháy đó, nhưng mà mình thích cái ánh sáng gọi là bên ngoài trời nó cháy một chút như này đó. Thì như vậy là các bạn thấy đấy, chỉ với sự kết hợp giữa hai cái thanh công cụ là sky và environment, tăng thông số lên là cái phòng của bạn đã nhìn nó rõ ràng và sáng sủa hơn rất nhiều rồi đúng không nhỉ? Đó, sau này đương nhiên là khi mà diễn họa thì thường thường chúng ta sẽ che rèm vào đây, che rèm vào đây đó, và nó sẽ phát sáng, nó bừng sáng cái phòng ra thì nhìn nó sẽ có ấn tượng hơn. Cũng như lời mở đầu mình giới thiệu là các bạn sẽ được học về GI. GI là thanh công cụ bổ sung ánh sáng cho phòng. Đó, thì kể cả là ví dụ như vừa rồi chúng ta để là một đi. Đó, thì chúng ta bổ sung ánh sáng, ví dụ mình sẽ gen lại với cái thông số là một nhé. Thì trường hợp tiếp theo này, các bạn không muốn là nó cháy như vậy mà các bạn vẫn muốn sáng phóng lên, phòng sáng lên này, và cái môi trường bên ngoài nó vẫn thể hiện cái hình ảnh như vậy, thì chúng ta sẽ tăng bằng thằng GI này thì nó sẽ ấn tượng hơn. Đương nhiên chúng ta sẽ bật chế độ ở đây, bật tích ở đây lên, và chúng ta nhập cái thông số GI lên. Ví dụ mình nhập dần dần lên, mình nhập là 100 đi, mình gen lại này, đó thì phòng nó sẽ sáng lên này, các bạn thấy không? Phòng nó sáng lên, và trong trường hợp này phòng sáng lên rất là dịu, nó lên rất là dịu, nó không bị cháy như cái thằng mà tăng công cụ background kia lên đúng không mọi người nhỉ? Đó, tăng rất dịu luôn. Và trường hợp này mình lại tiếp tục tăng lên, ví dụ mình tăng 300 đi. Đó, chúng ta tăng 300. Đó các bạn thấy không? Thì ánh sáng 300 này vào trong cái căn phòng này nhìn nó rất là dịu và rất là rõ ràng không gian, chứ không hề mà gặp cái tình trạng gọi là bị tối phòng hay gì cả, rất là đẹp. Bạn thấy chưa? Đó, đương nhiên trong trường hợp này mình cũng có thể tăng lên tiếp để cho nhìn nó dễ hơn. Ví dụ khoảng tầm 500 chẳng hạn. Thì cái thông số này thường sẽ dao động cụ thể cho cái không gian mà chúng ta làm việc. Không gian nhỏ thì chúng ta để vừa phải nó cũng sáng rồi, mà không gian lớn thì chúng ta để nó thấp thôi. Thì thường thường nó sẽ dao động từ 100 đến 1000 thôi. Các bạn thấy chưa? Thì trong trường hợp ví dụ trong trường hợp 500 này thì cái mảng tường mình hơi cháy thì mình sẽ để lại khoảng tầm 350 thôi là nó sẽ phù hợp rồi. Đó. Nhưng mà ví dụ như một vài bạn chẳng hạn, bạn bảo là em đã thấy không gian bên trong phòng nó sáng sủa rõ ràng, dễ nhìn rồi, nhưng em lại muốn cái nền của em phát sáng trắng và nó sẽ cháy sáng một chút, thì có làm được không hả anh? Đó, có làm được không? Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ tăng thằng background lên. Ví dụ các bạn sẽ tăng thằng background lên nhé. Ví dụ như là mình sẽ tăng lên là 10 đi. Đó, thì cái không gian phòng khi mà các bạn sử dụng GI này thì nó vẫn giữ nguyên cái ánh sáng cường độ như vậy. Thấy không? Cái ánh sáng cường độ trong phòng nó vẫn vậy. Tuy nhiên thì cái nền của chúng ta lại phát sáng. Thì tức là cái trường hợp của bạn tích vào GI này thì cái background này nó sẽ gần như là gì? Rất là nhẹ cái tác dụng của nó thôi. Đó, và trong trường hợp này thì chúng ta đã ra được một cái kết quả nó tốt hơn cái sản phẩm ban đầu rất nhiều. Các thấy không nhỉ? Như sản phẩm ban đầu nó rất là tối, rất là khó nhìn. Đương nhiên chúng ta đang để cái kích thước rất là thấp, nó chỉ còn 500 thôi nên là nhìn nó sẽ không được nét lắm, nó hơi bị noi. Nó còn bị ảnh hưởng bởi render parameter, global illumination. Đó, rất là nhiều cái công cụ hay là những cái thông số để mà chúng ta ra một cái render nhanh. Thì đến cái buổi mà hướng dẫn render nhanh, hướng dẫn setting chuẩn thì mình sẽ nói lại phần này sau. Nhưng mà các bạn nhớ nhé, chúng ta có thể bổ sung ánh sáng GI cho nội thất bằng cái thanh công cụ GI. Đó, nói chung làm cho phòng chúng ta nhìn rất là rõ ràng và dễ nhìn. Đó. Rồi, đó là cái cách mà chúng ta sẽ bổ sung ánh sáng tổng thể cho môi trường và môi trường trong công trình của chúng ta. Nó còn rất rất nhiều cách nữa các bạn ạ. Cái này thì mình sẽ hướng dẫn dần qua các buổi học. Đó, nhưng mà cái cách thanh công cụ GI này khá là hữu dụng và cũng rất là quan trọng. Hy vọng là các bạn thì sử dụng nhiều. Tiếp theo sau thì chúng ta sẽ học đến phần gì? Ở bên dưới này chúng ta sẽ có một cái thanh công cụ là Material Override. Đó, trong một vài trường hợp ví dụ như là các bạn muốn test ánh sáng chẳng hạn thì các bạn sẽ sử dụng thanh công cụ này. Tại sao lại cần phải test ánh sáng? Vì khi bạn hiển thị rất là nhiều đối tượng, hiển thị rất là nhiều vật liệu thì như vậy cái thời gian tính toán ánh sáng nó sẽ lâu hơn. Đó, ví dụ như ở đây chúng ta sẽ xem cái thời gian tính toán ánh sáng nhé. Đó, đâu đấy nó khoảng tầm là 12 giây render. Đây 12.5 giây render. Thì khi mà chúng ta bật cái chế độ lên thì tất cả các vật liệu của chúng ta nó sẽ thành một cái màu hết, một cái màu hết, hoặc là một thể loại vật liệu hết.
Ví dụ ở đây mình sẽ bật chế độ lên này, thì như vậy tính toán ánh sáng nó sẽ chuẩn hơn và các bạn dễ nhìn và dễ nắm bắt hơn. Ví dụ mình bật lên nhé. Đó, thì cái màu sắc này là đang là màu ghi. Đó, thì chúng ta có thể để là màu trắng hoặc là màu đen tùy các bạn, nhưng mà thường là chúng để hơi xám nhé để nhìn cho dễ. Ví dụ mình để cái màu xám đi, thì khi chúng ta sẽ đưa ra này, đó, thì các bạn thấy không nhỉ? Thì tất cả các đối tượng của chúng ta bây giờ nó sẽ là cùng hết là một 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 màu sắc hết, chứ không còn là màu vật liệu nữa. Và như vậy thì cái thời gian render của chúng ta nó sẽ nhanh hơn. Đấy, các bạn thấy không nhỉ? Nó sẽ nhanh hơn, và đương nhiên là các bạn với cái hình ảnh như này thì các bạn sẽ dễ test ánh sáng hơn. Chúng ta sẽ tập trung vào ánh sáng thôi. Đó, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào ánh sáng thôi. Các bạn thấy không nhỉ? Đó. Và cái màu sắc thì các bạn sẽ quyết định ở đây. Các bạn quyết định là màu nào thì cái ảnh render nó sẽ ra màu đấy. Ví dụ mình quyết định thành màu cam này chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta test ảnh render thì toàn bộ đối tượng của chúng ta sẽ thành màu cam. Đương nhiên là màu cam nó rất là khó nhìn đúng không nhỉ? Thì cũng không ai để màu cam cả. Chủ yếu là để màu trắng hoặc là màu ghi thôi, chứ màu cam hay là những cái màu khác thì nó cũng sẽ rất là ít đẹp. Đó, thì chúng ta sẽ để cái màu dễ nhìn, cụ thể trong trường hợp này là màu ghi để mà đỡ đau mắt. Các bạn thấy không? Đó, thì cái thời gian render nó nhanh hơn là một, cái thứ hai là các bạn nhìn thấy cái đối tượng bóng đổ rất là dễ dàng, rất là dễ nhìn những cái bóng đổ như này. Đó. Rồi, tiếp theo sau này thì ở đây chúng ta sẽ còn một phần nữa. Ví dụ như là chúng ta để cái overall material đi, là gì bên dưới này này, là gì này. Thì khi các bạn sổ ra, các bạn chọn đối tượng, ví dụ như là mình chọn một vật liệu bất kỳ nhé. Chúng ta chọn một vật liệu bất kỳ, ví dụ như là vật liệu đây, vật liệu này đi. Thì khi mà các bạn render ra thì toàn bộ đối tượng nó sẽ trở thành một cái loại vật liệu đấy. Các bạn thấy không? Đó, ví dụ như ở đây mình sẽ sử dụng một cái vật liệu gạch nhé. Chúng ta sẽ tìm lấy một vật liệu gạch gạch đi. Đây, ví dụ một vật liệu gạch này đi. Đó. Đây. Vật liệu gạch này tên brick nhé. Thì chúng ta sẽ chuyển thành lại thành brick này. Đó. Thì khi các bạn render ra thì toàn bộ đối tượng render của chúng ta sẽ trở thành cái vật liệu đấy hết, hay gọi là vật liệu gạch. Các bạn thấy không? Tất cả đối tượng luôn nó sẽ được đổ cái loại vật liệu đấy, vật liệu gạch này. Đó. Thế tức là cái thanh công cụ này là gì? Thanh công cụ này nó sẽ biến tất cả đối tượng của chúng ta có chung một loại vật liệu. Đó, có chung một loại vật liệu thì chúng ta chọn loại vật liệu nào trong file của các bạn thì nó sẽ render với thể loại vật liệu đó, và các bạn có thể là cảm nhận được đối tượng khi sử dụng với loại vật liệu đó. Đương nhiên là cái trường hợp mà sử dụng thằng này cũng ít thôi. Đó, chủ yếu là các bạn gọi là làm bài tập vật liệu thì mình dùng thằng này. Chứ còn khi mà render thì cũng khá là ít dùng đúng không nhỉ? Đó. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ để none đi. Đó. Rồi. Tiếp theo thì một trường hợp cụ thể nữa là gì? Ví dụ ở đây mình sẽ gen lại cái ánh sáng nhé của chúng ta nhé. Đó, nó sẽ là một màu màu trắng hết đi, hoặc màu màu ghi đi. Bây giờ mình sẽ bật cái cửa sổ ở đây lên. Mình sẽ bật cái cửa sổ ở đây lên. Mình sẽ bật cửa sổ ở đây lên. Đó. Các bạn thấy cái cửa sổ đấy không nhỉ? Đây. Cái cửa sổ của chúng ta đây. Đó, thì khi mà chúng ta render với cái cửa sổ này với cái chế độ gọi là Material Override thì tất cả đối tượng nó sẽ thành một màu trắng hết. Và khi mà thành một màu trắng thì cái thằng này là một thằng đặc. Nó không xuyên sáng được. Đó, nó không xuyên sáng được. Mình sẽ ra ngoài mình render cho bạn xem nhé. Dễ nhìn nhé. Đó, ở đây nó đang hơi cháy. Chúng ta tắt chế độ đi. Để môi trường là một thôi. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ là một màu trắng hết này. Rất là khó nhìn. Đó, thì trong cái trường hợp này của chúng ta thì để mà cái vật liệu này nó không phải là màu trắng nữa thì đầu tiên chúng ta phải hút vật liệu này đã. Hút vật liệu này nhé. Được chưa nhỉ? Đó. Và các bạn chú ý này, nó sẽ có một cái thằng là can be overridden. Các bạn bỏ tích thằng này đi. Đó. Thì khi render với chế độ mà override này thì nó sẽ không đổ cho cái thằng này thành màu trắng nữa, các bạn thấy không? Và nó sẽ là cái một cái vật liệu được giữ nguyên lại cái tính chất của nó. Các bạn thấy không nhỉ? Đó, thì khi mà nó giữ nguyên tính chất thì cái ánh sáng nó mới xuyên qua được. Đó. Nó mới nhìn xuyên qua được và nó mới thể hiện được đây là kính. Đó, trường hợp mà các bạn mà không bỏ thằng này đi thì nó sẽ là một cái màng màu đặc, và đương nhiên màng màu đặc thì ánh sáng nó không tràn vào được. Đó, thì khi mà gọi là test vật liệu, test ánh sáng bằng Material Override thì các bạn chú ý cái việc đấy. Chuyển đổi những cái đối tượng của chúng ta thành có sử dụng vật liệu override không, đó chú ý nhé. Ví dụ thường là kính này, thường là nước này, đó thường là đèn này, vân vân, gọi là vật liệu phát sáng ấy. Đó, rồi như vậy thì trong buổi hôm nay của chúng ta đã học tương đối những cái vấn đề khá là thú vị, những cái đối tượng bổ sung ánh sáng GI, những cái đối tượng về
thanh công cụ Orion để test ánh sáng. Thì hai cái thanh công cụ này giúp cho chúng ta kiểm tra ánh sáng và tăng cái cường độ ánh sáng trong phòng lên một cách rất là rõ ràng và dễ nhìn, mà không hề bị ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như chất lượng của chúng ta, đúng không nhỉ? Đó. Rồi. Ok. Xin chào các bạn. Hẹn các bạn vào buổi học tiếp theo của chúng ta. Và các bạn nhớ nhé, với Senhouse thì có rất là nhiều những cái video hay, những cái buổi học hay ở trên Lumion Việt Nam. Hoặc các bạn nào muốn đăng ký một khóa học video chất lượng thì hãy liên hệ với Senhouse, hoặc là một khóa học chất lượng thì hãy liên hệ với Senhouse. Trên đây chúng tôi có rất nhiều những khóa học chất lượng của Senhouse, từ kiến trúc, nội thất, ngoại thất, quy hoạch, vân vân, rất là nhiều. Đó, với những cái đội ngũ giảng viên cực kỳ chất lượng. Các bạn có thể liên hệ với mình trực tiếp với mình qua Facebook Văn Thi Lumion, hoặc trên trang chủ của mình, đó là Kiến trúc Senhouse, trên fanpage Facebook. Đó, được không nhỉ? Rồi, chào các bạn, hẹn các bạn vào buổi học tiếp theo.